được thành lập từ năm 1958 với nhà máy đầu tiên là Kumgang Slate Industry LDT tại Hàn Quốc. Qua 66 năm phát triển, tập đoàn KCC đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nhiều lĩnh vực như vật liệu xây dựng, khung cửa sổ, kính, chất phủ, sơn, vật liệu cao cấp, silicon. Tập đoàn KCC hiện đang vận hành 25 chi nhánh và 19 nhà máy trên toàn cầu, trong đó có 15 chi nhánh trong nước tại Hàn Quốc và 10 nhà máy ở nước ngoài đặt tại Trung Quốc, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Ả Rập Saudi, v.v. Việt Nam có nhiều người tài năng, thông minh, tư duy cầu tiến và các chính sách thân thiện với ngành của chính phủ. Những yếu tố đó kết hợp với vị trí địa lý chính trị ổn định, đóng vai trò là cầu nối giữa thị trường nội địa và chuỗi cung ứng toàn cầu, chúng tôi nhìn thấy tiềm năng lớn và quyết định đầu tư vào Việt Nam. Tháng 6 năm 2009, công ty KCC Việt Nam được thành lập và đưa vào vận hành nhà máy đầu tiên nằm trong khu công nghiệp Long Thành, Đồng Nai. Nhà máy này có diện tích hơn 110.000 m² và vốn đầu tư hơn 30 triệu đô la Mỹ. Hiện nhà máy này đang sản xuất, kinh doanh các sản phẩm như sơn xây dựng, sơn kết cấu thép, sơn tàu biển, sơn công nghiệp, sơn ô tô, nhập khẩu và phân phối vật liệu xây dựng. Trong đó, hai lĩnh vực sản xuất chính của KCC Việt Nam hiện nay là sơn và chất phủ. Năng lực sản xuất của nhà máy khoảng 20 triệu lít một năm. Tại thị trường Việt Nam, sơn KCC chiếm hơn 15% thị phần trong nước. Sơn KCC luôn tạo ra những dòng sản phẩm tốt bậc nhất thị trường và được sản xuất theo quy trình ISO 9001, ISO 14001 đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn như sơn PCM, sơn ô tô, sơn hàng hải và giàn khoan, sơn công nghiệp epoxy, sơn kết cấu, sơn container. Đến nay, sản phẩm đã được sử dụng trong hàng ngàn dự án lớn nhỏ ở Việt Nam. Trên thực tế, các sản phẩm của KCC gắn liền với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như sơn và kính an toàn là sản phẩm của KCC. Đồ gia dụng, điện thoại di động, lò vi sóng, các thương hiệu nổi tiếng sản xuất cũng là sự kết hợp của các sản phẩm KCC. Sơn tĩnh điện KCC còn được sử dụng cho các cửa kính và cửa ra vào của tòa nhà. Để mở rộng sự hiện diện của KCC trên thị trường, KCC sẽ tăng cường tiếp xúc thường xuyên và không thường xuyên với khách hàng và tổ chức các sự kiện. Để đáp ứng triết lý quản lý ESG toàn cầu, KCC sẽ sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường và tham gia vào các hoạt động đóng góp cho xã hội. KCC sẽ nỗ lực không ngừng để tạo ra một tương lai tươi sáng cho mọi người xung quanh chúng ta. Tại hội thảo sơn cao cấp Pick Your Paint vừa tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo công ty KCC Việt Nam cho biết KCC đã tiên phong cải tiến và mang đến nhiều giải pháp hữu ích cho đối tác và người tiêu dùng. Trong đó, phần mềm pha màu KCC Smart ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI là một trong những bước tiến mới nhất của tập đoàn KCC trong lĩnh vực chất phủ. Với KCC Smart, người dùng có thể nhập mã màu hoặc một phần của tên màu, sau đó lựa chọn từ gợi ý 50.000 màu trong hệ thống. Bước tiếp theo là lựa chọn dòng sơn trong nhà, ngoài trời, kiến trúc, công nghiệp hay sơn đặc chủng. Cuối cùng bấm nút bắt đầu để AI tạo ra công thức màu cho người dùng. Tốc độ xử lý được tính bằng giây, trong khi với các máy pha màu truyền thống thì nhân viên phải mất nhiều ngày để tạo ra các công thức tương tự. Ngoài ra, tập đoàn KCC cũng đang cung cấp cho ngành công nghiệp ô tô các sản phẩm đa dạng như bột trét, chất độn, sơn lót nhựa, sơn lót, sơn dặm, lớp phủ trong suốt. Trong đó, hai sản phẩm phổ biến tại Hàn Quốc là Sumix, hệ sơn gốc nước và Baromatch. Đặc biệt, Baromatch đang là một trong những sản phẩm thế mạnh của KCC thì hãng có thể cung cấp dạng sơn pha sẵn cho những màu sơn xe thông dụng như đen, trắng, đỏ mà khách hàng không cần pha ở đại lý nào cả. Đây là niềm tự hào của KCC tại thị trường Hàn Quốc. Với sơn dặm, lớp phủ trong suốt có công dụng bảo vệ bề mặt xe đẹp hơn, hạn chế bụi bẩn, các sản phẩm của KCC cũng chiếm đến thị phần 50% ở Hàn Quốc. KCC đã biết mọi thứ về ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc trong hơn 50 năm và là một phần quan trọng trong sự phát triển của ngành. KCC tin rằng Việt Nam đang đi theo con đường tương tự như Hàn Quốc. Với lực lượng lao động tài năng và công nghệ phát triển nhanh chóng, chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ chiếm vị trí cao trên thị trường ô tô toàn cầu trong 5 năm tới.
Ngoài các công nghệ mới, công ty KCC Việt Nam hiện vẫn đang cung cấp cho thị trường các sản phẩm sơn trang trí xây dựng chủ lực gồm sơn nước, sơn sàn epoxy thông dụng và chuyên dụng, sơn chống thấm Sporthand, sơn PU và sơn đặc chủng, sơn kháng axit, sơn chống cháy. Với hệ thống sản phẩm đa dạng, thương hiệu sơn đến từ Hàn Quốc đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng, khẳng định thương hiệu uy tín và chất lượng trong suốt 15 năm qua tại Việt Nam.